chào các bác nhá. Chào mừng bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì tiếp tục video, bên em sẽ lên video giới thiệu cho bác một dòng đẩy 4 kênh với công suất rất lớn, với mã là KH1400 của ETC, một dòng công nghệ thương hiệu đến từ Mỹ bác nhá. Thì cái lô này thì nó là mã cải tiến, tức là mã này là mã nâng cấp của cái mã KH1200. Đó, mã KH1200 trước đây nhà em bán thì được rất là nhiều các bác tin tưởng và đồng hành cũng như ủng hộ. Và số lượng bán cho các bác thì cũng khá là nhiều. Thì đợt này em về được khoảng tầm 20 chiếc thôi. 20 cục đẩy ETC mã là KH1400. Bản này là bản nâng cấp của mã 1200. Đấy ạ, mã nâng cấp của mã 1200. Còn công suất của nó thì vẫn là 1200W một kênh các bác nhá. Công suất của nó vẫn là 1200W một kênh. Đấy, đánh ở 8 ôm. Thì em giới thiệu bác sản phẩm này ngày hôm nay và cũng chính thức là báo giá cho bác để cho mọi người có thể chơi, chọn cho mình một sản phẩm nâng cấp trong hệ thống âm thanh mình nhá. Các bác dùng tiệc cưới, kẹo kéo hay là các bác dùng karaoke gia đình, một cục này. Nếu mà gia đình các bác chơi ví dụ là hai đôi loa full, một quả súp 50 hay là một đôi loa lời 25, các bác chơi thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, đầu video các bác ủng hộ cho em nút like nhá và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em các bác nhá. Giới thiệu cho bác về cái sản phẩm này ngày hôm nay, xong rồi em báo giá luôn để cho mọi người tham khảo này. Mặt đằng trước thì đợt này thì nó được nâng cấp hơn một chút, đó chính là đợt trước thì cái màn hình này nó sẽ nằm ở giữa. Nhưng đợt này thì cái khuôn của chiếc áp thì nó đã được tổng hợp lại một chỗ rồi. Đấy, màn hình thì lệch trái một chút nhá. Ở đây nó có một cái logo tem của Audio Omnier, tức là Omnier là cái cục đẩy này thì ở nước ngoài họ hay gọi là cái âm ly. Đó, thì chạy đúng mã nước ngoài luôn của ETC Pro Audio, một thương hiệu đến từ Mỹ bác nhá. Đấy, mặt đằng trước công tắc nguồn đằng trước này. Đấy, rất dễ luôn. Con này chạy 4 quạt gió. Quay cho bác xem nội thất luôn. Phải nói là quá khủng luôn. Phiên bản này là phiên bản nâng cấp, cho nên là nó nâng cấp cho các bác từ cái dây nguồn luôn này. Đấy, dây nguồn thì đã được nâng cấp, dây xịn hơn, mềm hơn và chịu tải tốt hơn. Đấy, dây rất mềm luôn nhá. Dây rất mềm chứ không phải dây cứng đâu. Đó, được nâng cấp rồi. Còn vỉ mạch em nói các bác là vỉ mạch thì nó có một chút cải tiến so với bản cũ. Còn lại thì cái tổng thể thì nó vẫn chạy tổng 80 sò cả bù áp. Đấy, chạy sò trường LGVK các bác nhá. Một con sò này thì nó so sánh nó phải bằng hai con sò tô cơ. Đấy, công suất nó rất là lớn. Nếu bình thường các bác đi mua cụm đẩy, các bác để ý cho em là tụ nó chỉ có 12, 16 tụ thôi. Nhưng đợt này thì nhà máy đã nâng cấp lên đến 24 tụ rồi. 24 tụ luôn. Đấy, cực kỳ khủng luôn các bác nhá. Từ con tụ cũng của chính nhà hãng luôn này, ETC của nhà hãng này. Tất cả tem vỉ mạch em bao bác là hàng chính hãng luôn, hàng nhập khẩu chính hãng luôn, đầy đủ giấy tờ hóa đơn nhập khẩu luôn. Được chưa? Đấy, bác nào mà thích xuất hóa đơn đỏ em vẫn xuất được cho các bác luôn. Được chưa? Nguồn đồng 22 cm, nguồn này cực khủng luôn này. Đấy, tất cả từ cái nguồn rồi đến từ con tụ là tất cả đều của nhà máy ETC nhá. Nhà máy ETC, công nghệ của Mỹ. Đấy, nó một dòng đẩy công nghệ của Mỹ cực kỳ chất lượng luôn. Vỉ này, con này thì rất là khủng rồi. Nói chung là vỉ này công suất của nó đánh cho các bác thì quá yên tâm luôn. Tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy, chạy 4 quạt gió này, quạt gió chạy rất êm nhá. Hai quạt gió trước, hai quạt gió sau. Được chưa? Đấy, phía đằng sau các bác nhìn cho em 4 cầu loa này. Con này thì các bác vừa chơi rắc lưu trích, vừa chơi cầu loa được luôn. Tức là các bác vừa xoáy được đít loa như này và vừa chơi rắc được luôn. Đấy, 4 đầu vào, 4 đường tín hiệu này các bác nhìn cho em này. 1, 2, 3, 4 này. Thì để ý lưu ý cho em là cái này các bác để shifter nhé. Nếu các bác dùng là dùng shifter cho em này. Gạt về 0.775 này. Đấy, thì là các bác chơi độc lập luôn. Còn ngoài ra là các bác gạt parallel như này. Nếu như gạt parallel này thì tín hiệu nó nhận kênh 1 và kênh 3 là nó sẽ ra cả kênh 4 và kênh 2 luôn. Và gạt bright này thì là các bác để ý cho em này, bright thì nó sẽ là dương ở trên và âm ở dưới ở hai cái cực đỏ này. Đấy, là chập kênh nhá. Chập kênh con này cực khủng luôn, các bác chơi luôn thoải mái súc kép luôn. Nếu chập kênh con này. Còn nếu như mà chơi bình thường thì theo em thì là các bác chơi chỉ chơi ở 8 ôm cho em thôi nhá. Các bác đừng nên chơi ở 4 ôm, bởi vì 4 ôm thì công suất nó sẽ bị đuối hơn. Đó, còn bác chơi 8 ôm thoải mái cho em luôn. Đấy, đánh thoải mái cho em nhá. Loa full, loa việc, loa súp, nếu mà chơi gia đình súp đơn 50 chơi thoải mái luôn. Đánh tẹt bô không mà sợ các bác nhá. Hàng này bảo hành cho anh em trong vòng 1 năm, các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, xin phép tất cả bác báo giá luôn ngày hôm nay. Mã cải tiến này nó đang giá nó đang rất là cao, nhưng em xin phép của bên công ty bán nhanh cho các bác trong vòng chỉ có khoảng tầm 20 chiếc thôi. Cái lô này nó về được 20 chiếc thôi. Thì em xin phép công ty bán nhanh trợ giá cho tất cả bác. Mức giá là 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng một chiếc nhá. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Và tặng kèm cho các bác 4 sợi ca lông luôn. Đấy, tặng kèm cho các bác 4 sợi ca lông đi kèm luôn. Đây, sợi ca lông này. Ca lông này của em thì em nói thật các bác là cứ 25.000 một chiếc rồi. 4 sợi em đã tặng kèm cho bác 100.000 rồi.
Đấy, bác nào không lấy calon trừ bớt hẳn 100.000 cho bác luôn. Đấy, bác lăn tăn calon em bớt calon đi thì em trừ bác hẳn 100.000 luôn. Tặng kèm 4 sợi calon bao ship toàn quốc cho bác nhá. Đấy, 6.500.000 đồng. Bảo hành 1 năm cho bác luôn. Cửa hàng em có địa chỉ tại chợ Dốc Lã, Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Bác nào mà gần, nếu như mà chúng ta muốn chơi thì có thể là qua trực tiếp đỡ tiền cước được chưa? Đấy, các bác ở trong nội thành Hà Nội thì em giao trực tiếp trong ngày, xe tiện chuyến ok luôn. Đấy, 6.500.000 đồng một cục. Con này tiếng cực hay, quá chơi gia đình thoải mái, không biết bao giờ cho nó hỏng luôn. Được chưa? Tiếng rất hay luôn, em thử tiếng cho các bác nghe này. À, ok luôn. Đăng ảnh đó các bác nhá, em mới đăng ảnh lên kênh và lên Zalo, Facebook thôi mà đã có một số bác đặt hàng bên em thôi. Thì số lượng thì chắc nó chỉ còn khoảng tầm mười mấy chiếc thôi. Nhanh tay giúp em, đợt này lô nó về nó chỉ có 20 chiếc thôi. Bác nào thực sự nhanh tay muốn nâng cấp đẩy hoặc muốn tìm một cục đẩy thương hiệu cũng như là chất lượng ok thì các bác liên hệ trực tiếp cho em. Số điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp cho em nhé. Chốt đẩy ETC 1400 cho em. Số điện thoại 0982838695. Được chưa? Bên em trực tiếp lên đơn cho bác nhá. Và lưu ý giúp em là đợt này cái lô này nó về nó không có nhiều, cho nên để tránh trường hợp mà người muốn mua không mua được và cái người mà gọi là được mua mà lại không lấy thì các bác vui vẻ nhá. Các bác vui vẻ đặt cọc giúp em 100.000 thôi. Em chỉ xin đặt cọc của các bác 100.000 thôi. Đấy, để đỡ mất thời gian của cả hai bên. Còn đâu thì nói thật các bác là cái quả đẩy này nếu mà gửi đi cho bác thì tiền ship ít nhất là phải mất 300.000 đồng nhá. Chứ còn 100.000 thì không đủ đâu. Mà nói thật các bác luôn là cửa hàng em cũng không dại gì đi đánh đổi cái uy tín lấy 100.000 cả. Cho nên cái này các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Để tránh mất thời gian cả hai bên, vui vẻ đặt cọc giúp em 100.000 đồng. Đấy, còn đâu nhận hàng các bác được quyền kiểm tra trước khi thanh toán cho em. Ok chưa? Rồi, xin chào các bác trong video sản phẩm tiếp theo nhá.